Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với một điểm ngữ pháp used to, có nghĩa là đã từng. Và chúng ta làm quen với ba loại câu trong used to: khẳng định, phủ định và câu nghi vấn. Ta có chủ từ cộng với lại used to cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ mình nói I used to be the eighth form student last year. Năm ngoái tôi đã từng là học sinh lớp 8. Câu phủ định thì mình dùng did not hoặc là didn't. Và khi mình dùng did not thì cái use này nè các bạn, mình không có chia quá khứ nha, used to. For example, she didn't used to walk to school. Cô ấy đã từng không có đi bộ đến trường. Đối với câu hỏi thì mình dùng trợ động từ did và động từ mình dùng use nguyên mẫu. Did you used to walk to school? Bạn đã từng đi bộ đến trường phải không? Các bạn nhớ mình có là used to, có nghĩa là đã từng, chỉ cái thói quen ở quá khứ ha. Bây giờ không còn nữa. Ở đây mình đi sâu thêm về cách dùng used to. Cấu trúc used to được sử dụng để nói về một thói quen, hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và không còn xảy ra trong hiện tại nữa. For example, he used to be a long distance runner when he was young. Anh ấy đã từng là một người chạy khoảng cách dài khi anh ấy còn trẻ. Mình có cụm từ when he was young, khi anh ta còn trẻ, nhưng bây giờ thì không còn nữa. There used to be a cinema here. Đã từng có một cái rạp chiếu phim ở đây. Khi người ta nói câu này thì lúc này cái rạp chiếu phim này không còn nữa các bạn. Có thể là họ thế bằng một cái shopping mall hoặc là một cái công viên hay cái gì đó. Đối với câu phủ định, I didn't used to go swimming. Tôi đã không từng đi bơi. She didn't used to drink that much coffee. Cô ấy đã không từng uống cà phê mà có uống nhiều cà phê. Khi nói câu này là trước đây cô ấy không có uống nhiều cà phê đâu, nhưng bây giờ mới uống nhiều, uống hai cữ ba cữ luôn. Đối với câu hỏi, did he used to smoke? Anh ấy đã từng hút thuốc phải không? Mình để ý cho cô, câu này các bạn hay sai lắm. Khi mình quen với cái câu khẳng định used to rồi ha, thì mình đổi qua quá khứ, mình lại dùng used to ở đây là không đúng ha. Đối với quá khứ thì mình biết rồi, ta dùng trợ động từ did cho tất cả các chủ từ, đặt nó trước chủ từ. Và khi mình dùng did thì động từ mình dùng nguyên mẫu ha. Did you used to eat meat before becoming a vegetarian? Bạn đã từng ăn thịt trước khi bạn trở thành người ăn chay phải không? Có nghĩa là trước đây ăn thịt nhiều lắm, nhưng bây giờ thì không ăn nữa ha. Các bạn để ý giúp cho cô. Đó là một diễn tả, một thói quen ha, hành động, sự kiện hoặc trạng thái đã từng xảy ra trong quá khứ và quan trọng là bây giờ không còn nữa ha. Kết thúc ở quá khứ luôn rồi. Ta làm quen với một cấu trúc khác, cấu trúc be used to và get used to. Khi mình dùng cấu trúc be used to thì theo sau có thể là một danh từ hoặc là động từ thì phải là thêm in. Trong câu này có nghĩa là quen với, nghĩa là mình đã quen với cái việc đó rồi ha. Đó, ví dụ bạn có câu này: He is used to the hot weather here. Anh ấy đã quen được với cái thời tiết nóng ở đây. Còn khi mình dùng với cái cấu trúc get used to và theo sau là một danh từ hoặc là một động từ thêm in thì nó có nghĩa là bạn đang tập quen dần với muốn một cái điều gì đó ha. Ví dụ như trong câu này ta có Mr. Lam is a new farmer. Ông Lam là một người nông dân mới, có nghĩa là mới làm nông thôi ha. He gets used to getting up early. Anh ta đang tập quen dần với cái việc dậy sớm.
Có nghĩa là trước đây anh ta ngủ dậy rất là trễ ha, 9 10 giờ, nhưng bây giờ làm đồng nên phải ra ra đồng sớm ha, 6 giờ phải ra ngồi rồi. He gets used to getting up early. Đó, các bạn nghe ví dụ cho cô ha, cô nhắc lại. Be used to thì có nghĩa là quen với ha, nghĩa là bạn đã quen với nó rồi. Còn get used to, verb in hoặc là noun thì có nghĩa là mình đang tập quen dần với cái gì đó. Ngoài ra ta có thể dùng cấu trúc be used to theo sau infinitive, có nghĩa là được dùng để. For example, this knife is used for cutting meat. Con dao này được dùng để cắt thịt. Và có thể dùng nó là subject cộng be used to, use cộng với for đi với verb in. Nó cũng có nghĩa là được dùng để ha. It is used to cut meat ha, nó được dùng để cắt thức ăn. Bạn nhớ nha, mình có thể là be used to cộng với động từ nguyên mẫu hoặc là be used cộng với for verb in ha, được dùng để. Và đây là bài tập áp dụng các bạn. Use the correct form of used to, be used to hoặc là get used to. Các bạn nhớ phân biệt giùm cho cô nha. Used to là đã từng, có nghĩa là xảy ra ở quá khứ rồi, thói quen nào đó và bây giờ không còn nữa. Be used to là quen với cái gì đó rồi, nghĩa là mình đã quen rồi, như cô ví dụ hồi nãy đó. Ông đó ông nói là I'm used to getting up early in the morning, là đã quen với cái việc dậy buổi sáng rồi. Get used to là đang tập quen dần với ha, có nghĩa là từ đó giờ ngủ dậy trễ lắm, nướng không mà bây giờ bắt đầu ngủ dậy là bắt đầu quen ha. Đó, get used to. Number one is done for you. Catherine used to have an IBM. Now she has a MacBook. MacBook nha các bạn, đổi lại cho cô chữ ở. Ở đây Catherine đã từng có một cái máy hiệu IBM, nhưng bây giờ thì cô ấy có cái MacBook ha. Ở đây ta dùng used to là quá khứ, bây giờ ta dùng ở hiện tại thì ta dùng động từ has thôi nha các bạn. Các bạn để ý giùm cô ha. Rồi câu số 2. After a while he didn't mind the noise in the office. He ate. Rồi mình có sau nhiều ngày anh ấy đã không quen với cái tiếng ồn trong văn phòng ha, và bây giờ thì quen với nó ha, bạn để ý cái đó cho cô. 3. She has started working nights and sleep during the day. Cô ấy đã bắt đầu làm việc ca đêm ha, và ngủ suốt ban ngày ha. Các bạn để ý là mình đang tập quen dần hay là đã quen dần ha. It is difficult for Tom to drive in England. Rất là khó cho Tom khi mà chạy xe hơi ở bên bên nước Anh. He drives on the left hand side of the road. Anh ấy gì đó lái xe bên tay trái của con đường. Ở bên Việt Nam mình thì mình khi mình chạy xe cái chiều mình đi hay về đều nằm bên phải, nhưng bên một số nước thì nó là đi đi bên trái về cũng bên trái nha các bạn. Nhiều khi có người ta mới qua sống ở thăm có quen ha. 5. When Peter was young, khi Peter còn trẻ, he ride a bicycle to school, chạy xe đạp đến trường. 6. People from India usually find our food tasteless. Những người ở Ấn Độ thì thường thấy là những thức ăn của chúng ta không có mùi vị ha, tasteless. They eat spicy food. Họ ăn những thức ăn rất là cay. Computers very expensive. Máy tính thì rất là mắc. Now là bây giờ. The prices are more reasonable. Bây giờ thì giá cả có thể là hợp lý hơn ha. Hồi xưa mua cái máy rất là mắc tiền, bây giờ thì vì cạnh tranh nên có nhiều giá ha, rẻ hơn. I get up early in the morning. Tôi thức dậy rất sớm vào buổi sáng. 9. During my childhood,
I spend a lot of time with my grandparents. Suốt cái khoảng thời thơ ấu của tôi dành rất nhiều thời gian với ông bà của tôi. 10. When I started to work here, I needed a lot of help, but now I do all the work on my own. Khi tôi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã cần rất nhiều cái sự giúp đỡ hay là hỗ trợ, nhưng bây giờ thì tôi làm được tất cả công việc một mình. Các bạn tập kỹ những cái câu này và các bạn sử dụng used to hay là be used to hay là get used to nha. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra câu trả lời. Ok, your turn, let's do it. Now let's check the answer. Number 2. After a while, he didn't mind the noise in the office. He was used to it. Đã quen ha, với cái việc ồn ào trong văn phòng. 3. She has started working nights and gets used to sleeping during the day. Cô ấy đã bắt đầu làm việc ca đêm và đang tập quen dần với cái việc ngủ vào ban ngày. Ha, có những người họ làm việc ca đêm ha, ban ngày họ ngủ, họ không ngủ không được và mất sức nên họ phải tập quen dần với ha. 4. Yes. It is difficult for Tom to drive in England. He is getting used to driving on the left-hand side of the road. Ở đây đang quen dần với cái việc lái xe bên tay trái ha các bạn. Đó, nãy cô dịch rồi. 5. When Peter was young, he used to ride a bicycle to school. À, mình nhớ cụm từ khi xưa ta bé ha. When Peter was young thì bắt buộc nó là used to. 6. People from India usually find our food tasteless. They are used to eating spicy food. 7. Computers used to be very expensive. Now the prices are more reasonable. Đó, ở đây có chữ now thì rõ ràng đây là quá khứ, used to be ha, đã từng rất mất tiền. Khi bạn thấy có một câu so sánh quá khứ với hiện tại à, thì như câu 1 nè, với câu 7 giống nhau ha. À. Number 8. I am used to getting up early in the morning. Tôi đang tập quen dần với cái việc dậy sớm vào buổi sáng. 9. During my childhood, I used to spend a lot of time with my grandparents. Ở đây mình dùng used to spend bởi vì nó có during my childhood, suốt cái thời thơ ấu của mình là thời một tuổi nhỏ đó ha. Used to spend. 10. Yes, when I started to work here, I needed a lot of help, but now I am used to doing all the work on my own. Là tôi đã quen rồi ha, quen rồi với cái việc làm một mình. Mới vào thì rất là cần nhiều sự trợ giúp đúng không? Cái này sắp xếp làm sao kia thế nào ha? Bây giờ thì tự tôi quen rồi. Đó các bạn, xem kỹ lại những cái điểm ngữ pháp này cho cô nha. Rồi kiểm tra, check đi, check tới check lui ha. Rồi câu nào sai thì mình gạch, mình sửa bút đỏ cho cô. Nhớ lưu ý cái sự khác biệt giữa be used to và get used to. Really good.